Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Quảng Trung cần tuyển gấp lái xe 7 chỗ. Mô tả công việc: chở ban lãnh đạo đi công tác ở các tỉnh thường xuyên, có bằng lái đủ điều kiện lái xe 7 chỗ. Yêu cầu công việc: nam, độ tuổi từ 30 đến 45, không yêu cầu trình độ và kinh nghiệm, có sức khỏe tốt, lái xe cẩn thận và an toàn, không sử dụng các chất kích thích khi làm việc. Ưu tiên cho các ứng viên có địa chỉ thường trú tại tỉnh Bình Thuận. Quyền lợi được hưởng: mức lương thỏa thuận, được tham gia bảo hiểm xã hội và các chế độ liên quan khác theo quy định của công ty, được nâng lương theo hiệu quả của công việc, được tham gia các khóa huấn luyện, training của công ty, các chế độ phúc lợi liên quan khác theo quy chế, quy định của công ty. Yêu cầu hồ sơ bao gồm đơn xin việc, sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương, sổ hộ khẩu, photo công chứng, chứng minh nhân dân, photo công chứng, các bằng cấp chứng chỉ khác nếu có, photo công chứng, giấy khám sức khỏe bản gốc, hai ảnh 3-4. Lưu ý, hồ sơ công chứng trong vòng 6 tháng, không nhận hồ sơ photo, nếu ứng viên không đạt yêu cầu sẽ hoàn trả hồ sơ. Thông tin chi tiết về công việc vui lòng liên hệ: công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Quảng Trung, địa chỉ lô E2-1, khu dân cư Bến Lội, Lại An, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Số điện thoại liên hệ 025-2383-9826, gặp phòng nhân sự, ngày hết hạn nộp hồ sơ ngày 31 tháng 5 năm 2018.